phận không biết trường là gì mà dám chơi với tụi này. Thôi bây giờ mình xuống nhà gọi pizza với lại đi học nữa. Ok không? Được đó. Ok. Muốn ăn pizza không? Mời đi con. Mới bị lớn mà đánh đá dễ sợ à. Tâm Anh nè, mấy hôm nay chị lu bu quá cho nên chưa có đi hỏi trường cho em. Chị xin lỗi nha, em đừng có buồn, để chị đi hỏi trường cho em nha. Trường hả chị? Em không thích trường cho lắm. Chị ơi, trường này lớn quá à. Chị em. Ủa, chị làm chi kìa? Lam Chi. Chào bạn Lam Chi. Gì? Mày dám nhắc theo tao hả? Mày có tin tao đá mày không? Hai người sao tới đây? À, chị tới xin học cho Tâm Anh. Mà em đang làm gì vậy? Bộ ăn dụng nên bị phạt hả? Người cười gì? Ai cho hai người cười? Hai người có tin là tôi đá mà có hai người dính vô tường luôn không? Chị thích thì chị cười đó, rồi sao? Lam Chi. Dạ, đây là em gái của em. Em muốn đăng ký cho em đi học mỗi ngày luôn được không cô? Sao gấp vậy em? Hôm nay em có đem theo giấy chuyển trường không? Cô ơi, mai mốt cô sẽ là cô giáo của con hả cô? Không phải đâu con. À, vậy em có nhận được giấy thông báo chuyển trường chưa? Dạ. Giấy đó lấy ở đâu vậy cô? Em không có biết giấy đó. Em phải có giấy thông báo chuyển trường và hồ sơ chuyển trường thì mới làm thủ tục nhập học được. À, mà cô ơi, tụi em ở dưới quê lên á, không có giấy đó thì có nhập học được không cô? Hả? Cô ơi, con hứa con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà cô. Ôi trời, tuần sau là em được đi học rồi đó. Thiệt hả chị? Vui lắm. Chị nộp đơn nhập học cho em rồi nè. Dạ. Có chuyện gì mà hai đứa con vui quá vậy? Cô. Dạ. Con mới làm đơn nhập học cho Tâm Anh đó cô. Rồi, vậy thì tốt quá. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Lam Chi ơi. Dạ. Công chúa của ba đang làm gì đó? Công chúa của ba đang soạn tập. Bởi vậy ba mới mua cái cặp mới cho công chúa nè. Cặp đẹp quá à, rất hợp với dáng của con. Con có thể xài xen kẽ giữa cặp mới với cặp cũ luôn. Thôi cái này cũ rồi, bỏ đi. Đâu có đâu, ba thấy cái này còn mới lắm mà. Con cứ xài xen kẽ đi, bỏ uổng lắm. Thôi con xài đâu. Nè con coi nè, thấy không, cái này còn mới là đâu có cũ đâu. Ôi cũ ba xài không được. Phải đem đi khoe với mẹ mới được, tránh ra coi có đồ đáng ghét. Mẹ ơi, ba mua cặp mới cho con nè. Chú ơi. Mũi chú chảy máu rồi kìa. Không sao đâu. Cái cặp này á, thay vì bỏ đi, chú cho con xin được không chú? Ừ, con cứ lấy đi. Dạ, con cảm ơn chú. Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Dạ. Chị có cái này cho em nè. Wow, đẹp quá chị ơi, em thích lắm luôn á. Ủa, mà chị ơi, ba giờ em đi học vậy? Thứ hai tuần sau là Tâm Anh đi học luôn đó. Yeah, em phải nhét đây cặp mới được. À khoan, nhét gì bây giờ? Chị ơi, có mỗi cây bút à, hay là mình xé lịch ra làm tập được không chị? Được, nhưng mà không cần phải vậy đâu. Chắc chị phải mua thêm tập, sách với lại quần áo cho Tâm Anh nữa nè. Nhưng mà chị đâu có tiền đâu. Mà thôi, em cũng không có thích đi học cho lắm đâu. Em chỉ muốn ở nhà chơi với chị thôi à. Bất minh cái thằng mũi lọ. Dạ, thưa ông. Mày mà thử ôm cái người phụ nữ tao một lần nữa thôi, tao sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Ông ơi, ông có thể cho con mượn không?
tội mấy cái người này thiệt chứ. Cô ơi, cô ăn cơm chưa hay là... Cô ăn rồi. Nè, con đi giục mấy cái tờ giấy này đi nha. Rồi con nói với mấy người đó đó, lần sau mà nhét mấy cái tờ giấy này vô nhà mình nữa hả, là cô báo công an luôn đó. Dạ. Mà cô ơi, con muốn hỏi là... Tao mà biết đứa nào nhét vô hả, tao đá trời lội tài luôn. Hội thi ăn sandwich giải nhất 1 triệu đồng. Tâm Anh, Tâm Anh. Dạ, 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 dạ. Hôm nay là thứ mấy? Dạ, hôm nay thứ hai. Vậy là chiều nay. Ủa, gì chị? Sao chị không ăn cơm? Chị phải để bụng thiệt đói để thi ăn sandwich. Chị sẽ kiếm được tiền. Chị phải chiến thắng. Ủa, sandwich là gì vậy chị? Em cứ chờ chị đi. Nhất định chị sẽ kiếm được tiền. Chị sẽ chiến thắng. Thi ăn thì thi ăn, chị cũng phải ăn chút gì đi chứ. Nó không ăn thì sao mà thắng được. Chị không sao đâu. Nhưng mà trời ơi trời, mới đụng vô đã rụng rồi thì làm sao mà thắng được. Không sao đâu. Chào em. Dạ, chào chú. Cái gì vậy chú? Chắc có lẽ là em mới đến đây ở phải không? Đây á, là cái thùng táo mà chủ nhà này á, là đặt anh hàng tháng vào cái ngày này á, phải đem táo đến đây giao. Ngày nay đúng hẹn nên anh giao. Em chuyển cái hóa đơn này đến chủ nhà giùm cho anh nha. Cảm ơn chú. Anh còn phải đi giao hàng. Anh cảm ơn em nha. Chào em. Chào chú. Làm gì vậy? Tôi đang chuyển cái thùng này vô nhà mà kéo hoài nó không đi. Để tôi làm cho. Đi vô bếp đúng không? Cô làm cái gì vậy? Sao tự nhiên cô nằm ở đây? Con không sao. Chú đừng có để ý con. Con bị bệnh hả? Mà chú ơi. Gì? Rồi con hỏi mấy giờ rồi chú? 3:30. Dạ. Sao hôm nay tự nhiên con kỳ vậy? Chị ổn không nhở? Nghe ổn à. Nghe nè em. Em thấy tình hình này là không được rồi đó. Được mà. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với hội thi ăn sandwich. Và ngay bây giờ hội thi ăn sandwich xin được phép bắt đầu. Và kính thưa quý vị, hội thi ăn sandwich lần này sẽ có 6 thí sinh tham dự. Và đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi luôn. Thưa quý vị à, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho các thí sinh của chúng ta hôm nay đi quý vị. Thí sinh số 5, em không được ăn. Khi nào mà tôi ra lệnh thì tất cả mọi người mới được ăn. Ôi, chắc chị mình đã đói lắm rồi á. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu.
thí sinh chúng ta đã bắt đầu rồi. Thưa quý vị hãy cổ vũ nhiệt tình lên nào. Cổ vũ nhiệt tình lên. Và kính thưa quý vị, hội thi năm nay của chúng ta sẽ có 3 giải thưởng. Đầu tiên là giải 3, 5 phiếu ăn sandwich miễn phí. Và thứ hai là giải 2, 10 phiếu ăn sandwich miễn phí. Và đặc biệt của chúng ta là 1 triệu đồng. Thưa quý vị, trời ơi, tất cả thí sinh chúng ta họ hào hứng không quý vị ơi. Cổ vũ nhiệt tình lên, cổ vũ nhiệt tình lên quý vị ơi. Đến thời điểm hiện tại thì cuộc thi của chúng ta chỉ còn có 3 thí sinh thôi à quý vị, à quý vị. Thí sinh số 3, số 5 và số 6 đang trong giai đoạn rất là gay cấn. Quý vị ơi, hãy cổ vũ nhiệt tình lên nào. Wow, cái gì vậy? Trời ơi, thí sinh số 3 đã bỏ cuộc. Quý vị ơi, giờ bây giờ chỉ còn có thí sinh số 5 và số 6 thôi. Gay cấn quá, hồi hộp quá, chờ đợi đi quý vị ơi. Ai sẽ là người chiến thắng? Ai sẽ người là chiến thắng đây? Số 5 và số 6, ai đây? Thí sinh số 5, một cô gái rất là nhỏ bé nhưng mà ăn rất là khỏe, không thua gì thí sinh số 6. Quý vị ơi, hãy cổ vũ cho tất cả thí sinh chúng ta đi nào. Đặc biệt là thí sinh số 5. Quý vị ơi, cổ vũ đi nào. Chết rồi, mình no quá. Mình sắp ăn không nổi nữa rồi. Bụng của mình sắp nổ tung rồi. Không lẽ mình bỏ cuộc hả ta? Mình phải cố lên mới được. Vì Tâm Anh, mình nhất định sẽ chiến thắng. Cố lên, nhất định phải cố lên. Ba xin lỗi con, ba đã cố gắng hết sức rồi mà cũng không có tiền để mua đôi giày mới con đi học. Thôi anh cố gắng lắm rồi. Thôi mình về, về bà, về con. Đi. Chú ơi. Ủa, có gì không con? Chị ơi, chị cho chú kia 500 ngàn và mình cần 500 ngàn, có đủ mua đồ dùng học tập không chị? Chị nghĩ là đủ mà. Em, nhỏ giúp việc nhà mình, bộ nó có chồng hả em? Nói là lao gì vậy, nó còn nhỏ xíu mà chồng con gì. Không phải đâu, anh thấy cái bụng của nó bự lắm thiệt á. Cái bụng của nó bự trả vậy luôn nè, giống như là đang có bầu 5-6 tháng vậy thiệt á. Anh nói thiệt mà. Trời ơi, anh để em cho em ngủ coi, cái gì mà anh nói tào lao không à. Đâu có, anh thấy thiệt vậy á, em tin qua em coi coi, bụng nó bự lắm. Bậy thằng bà, thay đồ đi ngủ đi. Anh khẳng định là nó có thai á.
Có sao không? Dạ, cũng đỡ đỡ rồi cô. Ráng uống hết ly nước đó đi rồi hết à. Mà sao chuyện này con không kể cho cô nghe? Dạ, tại tại tụi con ở ở trên này không có ai hết đó cô, cho nên là tụi con nghĩ cái gì cũng nên tự thân vận động. Tưởng cái gì, chuyện lớn thì cô giúp không được, chứ còn mấy cuốn sách vở đi học thì cô giúp được. Mai mốt có chuyện gì phải nói cho cô nghe biết không? Ăn uống cái kiểu đó có ngày phát ách ra mà chết đó. Dạ, con cảm ơn cô. Uống hết ly nước đó đi rồi nghỉ đi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.